mọi người. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Phan. Và chắc các bạn click vào video này cũng tò mò xem tại sao mình lại để title là 3 tháng mới được ăn cơm. Thì như các bạn biết là 3 tháng trước mình có một quyết định rất là khó khăn và quan trọng là mình bắt đầu tập gym. Và để theo đuổi cái mục tiêu của mình thì mình sẽ phải thay đổi thực đơn, không được ăn cơm, không được ăn tinh bột. Và hôm nay là một ngày rất là quan trọng của mình. Sau 3 tháng trời thì hôm nay là một ngày mình đã đạt được mục tiêu trong công việc tập gym của mình. Và mình chính thức quay trở lại với món ăn ưa thích của mình là món cơm. Và chắc hẳn nhiều bạn cũng tò mò là bình thường ăn cơm ăn gì và gia đình ăn như nào. Thì đây, hiện tại mình đang ở ngôi nhà của mình, ngôi nhà ở Yên Thanh. Bạn nào mà hay xem livestream của mình thì cũng biết thì hiện tại mình đang kinh doanh, nhưng đấy là một ngôi nhà chắc là chỉ để livestream và ngủ nghỉ thôi. Và bình thường khi mà ăn uống, muốn nấu ăn hay là muốn ăn cơm hay ăn gì đó thì mình lại về ngôi nhà này và để nấu và chuẩn bị đồ ăn. Hiện tại mình đang ở ngôi nhà của mình là Yên Thanh. Chuẩn bị bây giờ là 6:30, cũng chỉ có bóng đá rồi. Và hiện tại thì mình đang đợi bữa cơm với gia đình. Đây là bữa cơm đầu tiên sau 3 tháng trời mình ăn cùng với gia đình 3 tháng trời. Thực sự đó khoảng thời gian khá là dài, nhưng cái gì cũng phải đánh đổi thôi các bạn ạ. Bởi vì để đạt được mục tiêu thì ý ra mình cũng phải đánh đổi một cái gì đó. Hiện tại mình đang đá các bạn ạ. Che gì? Em gái mình gọi đang lo nhà. Cái tầm 6 rưỡi là nhà mình sẽ phải lo nhà, cái nhà. Cái hiện tại đây bếp một tí. Tại đang đây là một trong hai cái món chính mà mình đã xong ngày hôm nay. Đây là món mà mình không được ăn khi mà đi tập. Bởi vì bạn thấy không? Rất là nhiều dầu. Nó không tốt cho mình, quá nhiều chất béo. Hôm nay ngoại lệ, trong 3 món. Còn một món nữa thì chắc là chính mình sẽ bận ý. Xịn vãi lời. Đang quay vlog nằm vào luôn các bạn ạ. Khẩu phần ăn của mình sắp tới đây là mình ăn một bát cơm mỗi ngày. Ngày mai mình sẽ ăn một bát. Để mẹ bị đi vào. Tôi có còn nóng. Uầy, nóng rồi, mình muốn cơm ạ, 3 tháng rồi. Vậy thì cơm nguội. Và món đầu tiên sẽ ăn thịt. Các bạn nhớ nhá, mua thịt ba chỉ thì nhớ phải chọn miếng thịt nó vừa có bì này, vừa có mỡ này, có thịt này. Tỷ lệ mình theo mình nghĩ là 2:1, 2 lạc, 1 bì, 1 mỡ là hợp lý nhất đấy. Giờ sẽ chấm vào nước mắm ớt. Nước mắm ớt. Uầy, đủ lắm các bạn, 3 tháng rồi đấy. Cái mùi mà lúc bạn chấm nước mắm ấy mà ớt nó đồng nó bốc lên ấy, nó khó tả các bạn. Ngọt.
luộc cho mấy lớp mắm mà có ớt các bạn, có vặt, có chuẩn. Thực sự ấy, các bạn ăn mắm ấy, chấm thịt mà bằng kiểu ớt ấy, nó mất mùi vị rồi. Wow. Bây giờ mình sẽ ăn thử đậu. Hôm nay 3 tháng mình chưa ăn. Mình có một thói quen xấu là khi mà mình ăn đậu mình sẽ dầm nhầy để cho nó chảy hết mỡ dán ra, thì bạn sẽ nó tốt hơn. Bây giờ lúc bạn chấm nó sẽ ngấm hơn. Bây giờ mình sẽ chấm vào nước mắm mà chấm với nước mắm tỏi. Ăn đậu mà chấm nước mắm ớt không hợp. Nước mắm tỏi, cái mùi tỏi nó hợp với cái đậu hơn. Đúng là mỗi món một vị khác nhau. Khi bạn chấm với tỏi, cái mùi tỏi khi bạn chấm bạn để ở cơm ấy, nó lại khác với mùi nước mắm mà có ớt. Thật sự quả lại quá ngon. Cơm nhà không đi bằng cơm nhà được. Mỗi món nó có một cái khác nhau. Thịt mà chấm ớt nó lại khác với cả đậu mà chấm nước mắm tỏi, thực sự nó rất là khác. Từ 3 tháng trời rồi mình cũng rất là tâm huyết cho cái tâm của mình, chấp nhận mình không bỏ cái món ăn yêu thích mình là ăn cơm, ăn đậu, ăn rất là nhiều món nữa mà mình không được ăn. Và nó ngày mai là ngày mình bắt đầu được ăn lại, rất là vui. Có một món mà mình cũng thích ăn lắm. Đây, cái món này. Món rau này thực sự mình thẳng rất là lười ăn rau. Nhưng mà cái riêng món rau này mình cũng thích ăn. Không phải mình nấu món rau này mình quan được. Không phải quan được mà mình không thích ăn rau này. Thường thì mình hay ăn rau với gia đình thì mình ăn rau muống, rau bắp cải hay là rau cải. Chứ còn cái rau này thực sự không thích ăn lắm. Đấy, chắc mình chấm ăn. Còn bây giờ thì đây, cả gia đình mình chuẩn bị cơm này. Em gái mình hình thì thôi sao. Bình thường thì như mọi gia đình thì gia đình mình có một cái giờ gọi là 7 giờ thì gia đình, cả gia đình sẽ ngồi ăn cơm với nhau. Vui quần bên mâm cơm và ngồi xem TV. Thật sự hôm nay có bóng đá, bóng đỡ. Còn chắc là mình xin phép mình không quay cảnh ăn. Lại vào không ạ? Vào liên tục. Thì như nhà mình thì mình sẽ công việc gọi là bưng ra, dọn bàn. Còn em gái sẽ việc là quét dọn nhà cửa, như là rửa bát. Rửa tí bát về ai à? Ok, bây giờ mình ăn cơm xong rồi. Thì bây giờ mình ngồi xem bóng đá với gia đình. Xong rồi chắc là sẽ di chuyển về bên Kim Giang bên kia. Trên tầng trên kia nó sẽ nhìn được ngã tư Mỹ Thành. Ngã tư Mỹ Thành một đêm khá đẹp mà nhiều thứ vui lắm. Bây giờ chắc mình xem nốt bóng đá. Việt Nam vừa đá xong, chắc bây giờ mình mới về bên nhà bên kia. Thì đây là chỗ mà ngày trước mình đã gắn bó gần 10 năm ăn ngủ trên này. Bây giờ chuyển nhượng cho em gái. Em gái đang ngủ. Nói chung thì đây, nó lý do là sao mà mình không thể live stream ở trên này. Trên đây góc này thì đúng cái bàn này là cái chỗ mà mình chơi game, là cái mình hồi xưa ở đây. Đây, mẹ có tiếng này, nhà mặt phố đi ăn hát khổ nằm đây chụp chúc. Hồi xưa mình sống y các bạn, đây tủ mình chơi với mọi người, xong cái áo của mình, cái áo mình.
trông vậy thôi chứ khổ lắm các bạn ơi. Đây là cái ngoài chỗ để quần áo với cả phơi đồ. Nhưng mà có cái rất là vô hình. Hồi xưa thì nó có thể nhìn ra được ngoài ngã tư anh, nhưng mà rất tiếc là cái chỗ này nó mới thuê. Chỗ bán phụ kiện điện thoại mới thuê. Đây nó cũng chả nhìn thấy cái gì các bạn ạ. Đây, xem nhìn thấy cái gì không? Đây, cũng nhìn được một chút cầu vượt ngã tư, cầu vượt ngã tư Kỳ Thanh với cả một chút. Hồi xưa mà khi mà chưa có cái chỗ này thuê mình chưa nhìn được hết tất cả, nhìn được cái chân cầu vượt và khoảng 11, 12 giờ đêm cho đấy nhìn đường, ngắm đường gọi là thì duyệt các bạn, thích quá luôn ấy. Kiểu các em sắp 3, sắp 4 của em anh chở nóng căng đét. Nói chung là cũng đồ lắm lên đây. Hồi xưa thì đấy, như xưa thì mình hay ra đây vào lúc buổi đêm 1-2 giờ sáng. Đây ngắm trời, khi trời khá vui, ngắm đường nữa. Đúng không? Mà kiểu chán thì ra đây cũng là điều của mình. Vừa về đến nhà, mình vừa đi lấy quần áo giặt về xong. Đây, phòng mình bừa vãi lộn. Công việc đầu tiên là phải dỡ đồ giặt ra đã. Thường thường thì mình sẽ giặt đồ quần áo trong khoảng 2-3 hôm một lần. Đi tập các kiểu về chất đống xong rồi tập cơ thể. Mình dỡ ra xong rồi đi quét nhà lau nhà. Bởi vì đéo hiểu sao nhà nó bẩn và nhiều kiến. Phải lên lồn. Ok, chắc mình xin phép mình kết thúc vlog đây và hẹn mọi người xong vài vlog sắp tới đây. Hứa hẹn thực sự là rất là thú vị đấy. Sắp tới mình sẽ làm một số vlog khác về gym, về luyện tập của mình. Và các bạn cùng chờ đón nhá. Các bạn thấy video này thú vị hay thì like và subscribe và comment lại cho mình bên dưới nhé. Để ủng hộ mình, cảm ơn rất nhiều và hẹn mọi lại. Gặp lại xong các video tiếp theo, bye bye. Và đừng quên để lại một like, một subscribe cũng như là comment bên dưới cho mình biết. Cảm ơn rất nhiều. Nhớ like và subscribe đấy, không tụi đấm đó.